nên chị đang tìm một chiếc xe gọn gàng đi trong phố, số tự động, nhàn nhã, đến từ thương hiệu Toyota, rất là bền bỉ và đặc biệt là xe nhập luôn mà giá chỉ có 300 mấy, thì đây là một sự lựa chọn đáng cho anh chị cân nhắc nè. Trước mắt của anh chị và bạn đây là chiếc Toyota WeGo số tự động 2019 và xe mới chỉ chạy có 17.000 km thôi chị. Bốn vỏ theo xe, sơ cua chưa lăn luôn. Xe chuẩn xe gia đình ha, không kinh doanh dịch vụ gì hết. Đó, xe cực kỳ mới luôn. Xe này vừa về em quay liền cho anh chị xem nè. Biển số Sài Gòn luôn nha. Ai chị ở Sài Gòn mua thì tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số. Xe mang màu cam rất là trẻ trung, năng động, sạch sẽ. Đó. Đẹp lắm. Mấy con này thì thường người ta chạy dịch vụ rất là nhiều, nhưng mà con này là chuẩn xe gia đình luôn nha anh chị. Đó, mấy cái xe này đẹp đẹp bên em mới lấy về thôi. Đó, mấy anh em dọn xe nó hơi ồn tí anh chị thông cảm nha. Đây. Đẹp lắm. Con này chỉ cần rửa xe hút bụi là có thể giao cho anh chị rồi. Đó, những cái chi tiết này nhìn nó rất là sắc nét ha. Phía sức cái đuôi xe nhìn nó có vẻ gì đó nó cứng cáp đó anh chị. Đó. 1.2 rất là tiết kiệm. À, người ta ốp thêm cái này nè. Để sạch sẽ, có cảm biến, có cam lùi phía sau luôn nha. À, để mở cốp cho anh chị xem. Mở cốp phía trong. Xe có ghế da rồi hết rồi, có ghế da, có màn hình. Xe này đặc biệt là bảo dưỡng hãng đầy đủ hết. Màu cam này đẹp quá. Màu cam này nhìn nó trẻ trung mà có vẻ gì đó nó bắt mắt lắm anh chị. Đây, nó có cái này để đồ nữa ha. Cốp đồng nguyên zin hết nha. Xe còn bụi em chưa dọn rửa nè. Cái này có người ta có lên cái bệ tì tay nữa này. Để cho anh chị xem cái bánh xe cua chưa xài luôn. Đây. Xe cua là mâm đúc. Đây, chưa xài luôn nha anh chị. Đó, xe còn mới tinh nè. Phía trong này chỉ có bụi bụi chút xíu thôi. Cốp này cũng tương đối ha, để cho cũng được một cái vali á. Phía sau nè, nè có cái cản này. Nhìn nó cứng cáp cái xe đó anh chị. Phía trên là có cái đèn thắng luôn. Nhìn nó góc cạnh quá ta. Mâm đúc luôn nha. Mâm đúc phay hai màu luôn. Đó, dễ sợ chưa. Vỏ nè, vỏ 19 luôn. Bốn vỏ theo xe nha anh chị. Vỏ cũng dày cui à. Vỏ này anh chị đi kỹ thì phải đi phải 40.000 nữa mới thay. Này, nó có cái mạc này chưa lột luôn nè. Thấy chưa? Về che mưa phim kích nhiệt đầy đủ hết rồi. À, cho chị xem cái tiêu hao nhiên liệu. Chạy trong phố là hơn 6 lít, chạy kết hợp là 5 lít 3 và chạy ngoài đô thị nè. Đó, chỉ có 4 lít 36 thôi. Tiết kiệm ghê ha. Đây có phim kích nhiệt đầy đủ rồi anh chị. Đây. Đó, nội thất thì mới tinh thôi, mới chạy 17.000 thì như xe Rodai thôi. Gì đâu. Con này thì bên em bán giá rất là tốt vậy, chỉ có 340 triệu thôi. Đó, anh chị tiết kiệm khoảng 100 triệu nè, rất là hợp lý ha. Ni lông này người ta cũng xe mới chưa lột nè. Cái dàn hàng ghế này gần như là rất ít người ngồi luôn anh chị. Đó, còn căng đét ha. Nè, có thảm sàn hết rồi ha. Đó, đây. Mới tinh thấy chưa? Còn bóng loáng luôn. Ngồi cũng thoải mái lắm á. Nè, anh chị nhìn cái hàng ghế này. Để em qua cho anh chị xem. Đó, ngồi cũng thoải mái lắm. Hơn một gang tay thôi nha. Ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không hề chật luôn nha anh chị. Đó, có màn hình, có cam lùi đầy đủ hết. Đủ hết, con này là quá đẹp rồi. Không thể mới hơn. Xe số tự động thì mình đi thì nó rất là nhàn nhã, thoải mái. Xe này trang bị hai túi khí an toàn ha. Có phanh ABS. Kỹ, con này là quá kỹ luôn á. Mấy cái dòng này đa số người ta chạy dịch vụ, nhưng mà con này là chuẩn gia đình luôn nha anh chị. Đó, con này thì chắc có thể là em quay lên thì chắc có thể anh chị lấy ngay. Quá mới. Cái này là nỉ. Nó làm hai màu nhìn nó bắt mắt quá. Tay mở cửa nè anh chị. Đó, mới tinh. Đây, mấy cái bệ bước này gần như là không có vết trầy luôn á. Đó, người ta ốp thêm như cái này. Xe này nhập Indo ha. Em quay rất chi tiết cho anh chị xem luôn. Anh chị ở xa thì có thể chuyển cọc em giao xe tận nhà luôn nha. Đây, bảo dưỡng hãng nè. Phiếu nhắc bảo dưỡng ở 20.000 cây nè anh chị. Đó, thấy chưa. Đây, đồng hồ nè. Mới chạy có 17.000 km thôi. Đó, mấy cái này là bụi bụi ha. Để em vệ sinh là nó sạch bon à. Đó, vô lăng là có mod, có âm lượng, có túi khí luôn, kèn ở đây. Đây, có cam lùi đúng không ha. Có màn hình cam lùi, có cái màn hình nhìn cơ bản thì cái xe cũng sẽ sang hơn.
quá ok. Con này thì không có gì để bền nè, con này mà chê thì thôi mua xe mới. Mua xe mới thêm ít khá khá nữa. Ok, để em ra mở khoang máy cho chị xem nha. Êm, mấy con này nó êm lắm và đặc biệt là đi rất là tiết kiệm. Chạy đường trường có 4 lít mấy. Em cho anh chị xem cái trái đèn nè, còn mới tinh nè. Về tụi em chưa rửa dọn luôn á. Cái này rửa xe hút bụi là có thể giao cho anh chị được rồi, không làm gì thêm. À, bảo dưỡng nữa chứ, thay nhớt lọc nhớt cho anh chị nữa. Ok, mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây mấy xe nè anh chị. Đó, xe nổ êm rú rồi. Còn bụi chút xíu thôi. Xe này cơ bản lúc nào nó cũng sạch sẽ hết, nên nhìn cái xe rất là thích luôn. Vào coi. Bên em đi coi mấy con xe này không dám trả giá luôn. Nó quá mới mà. Nó mới mà nó đẹp quá, không có gì để bàn cái đâu. Mấy đồ êm rú. Ngoài rất chi tiết cho anh chị xem luôn nha. Máy móc rồi cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị hết, chưa từng đại tu này, không đâm đụng, không thủy tích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, 100% xe đều đủ điều kiện để sang tên hết nha. Chất lượng pháp lý bên em đảm bảo tuyệt đối cho anh chị khi mua mẫu xe bên em. Rồi, xe này bên em đang chào bán với mức giá là 340 triệu thôi, 340 triệu nha. Anh chị quan tâm xe thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972608010 hoặc là 0707272707. Alo cho em xe nào cũng được nha, em sẽ hỗ trợ cho anh chị nhanh, tốt và nhiệt tình nhất. Đó. Anh chị nào còn hạn chế về mặt tài chính thì em sẽ hỗ trợ làm ngân hàng cho anh chị. Đó. Rất là thoải mái ha. Đây, đăng kiểm đường bộ tới tháng 4 2023 là còn rất là dài, hơn năm nữa. Anh chị đi thoải mái luôn. Rồi, ok, em có thu mua xe luôn nha. Xe không đâm đụng thủy kích thì tất cả các tỉnh bên em đều để mua hết. Nhưng mà anh chị có xe bán thì tả chuẩn giúp bên em. Chứ để đi xa mà không mua được xe mà gặp cái xe đâm đụng thủy kích là rất là tội cho bên em. Bên em cũng mới vừa đi An Giang mua con xe này về nè. Chevrolet Spark chỉ có 186 triệu thôi, 2018 luôn, bản van. Rất là rẻ, được mẫu mới luôn. 186 triệu có cái xe đi gia đình mà có thể kết hợp chở hàng hóa được hơn 300kg nè. Bên em đi An Giang mới mua con này về, Triton giáp ranh biên giới luôn. Innova, tùm lum xe hết. Đây xe cũng khá là nhiều. Về cũng sắp về cũng rất là nhiều xe. Đa số mấy con xe này bán hết trơn. Mấy con này đang đợi giao hết. Rồi, ok, cảm ơn chị xem video nha. Chị xem kết xe này cứ alo cho em nha. Cảm ơn, bye bye.